ngày uống một ly trà táo đỏ có lợi ích gì cho sức khỏe? Trà táo đỏ, thức uống thanh mát và tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích. Vậy bạn đã thực sự biết những lợi ích của trà táo đỏ và những lưu ý khi sử dụng trà táo đỏ hay chưa? Hãy cùng Diệp khám phá trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1. Trà táo đỏ có công dụng gì? Phần 2. Uống trà táo đỏ hàng ngày có tốt không? Phần 3. Bật mí cách pha trà táo đỏ ngon đúng cách. Phần 4. Những lưu ý khi uống trà táo đỏ. Ngay bây giờ hãy cùng Diệp đi vào nội dung đầu tiên nhé. Trà táo đỏ có công dụng gì? Theo y học, táo đỏ được cho là một vị thuốc bổ dưỡng bởi trong táo đỏ có chứa các thành phần như protein, phosphor, canxi, sắt và nhiều loại vitamin A, C, B1 và B2. Vì thế khi chúng ta uống trà táo đỏ sẽ mang đến nhiều công dụng như sau. Thứ nhất, cải thiện chứng mất ngủ. Các thành phần dinh dưỡng có trong trà táo đỏ có tác dụng an thần. Khi bị mất ngủ hoặc mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, mọi người có thể uống trà táo đỏ hoặc ăn táo đỏ cũng như thức ăn để giúp cho tinh thần được tỉnh táo và làm việc một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, tăng cường tuần hoàn máu. Theo các sách y học, táo đỏ là một vị thuốc có tính ôn, có tác dụng bổ tỳ, ích khí, sinh tân dịch, có thể giúp lá lách và dạ dày khỏe mạnh, khí huyết được lưu thông, đẩy lùi các chứng biến ăn, tiêu chảy và điều trị chứng rối loạn khí huyết và ho. Thứ ba là ngăn ngừa ung thư, bảo vệ gan. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, táo đỏ chứa hàm lượng vitamin C cao và có chức năng giúp bảo vệ gan. Ngoài ra trong táo đỏ khô có các flavonoid có vai trò quan trọng trong chống oxy hóa, chống gốc tự do và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Thứ tư, tốt cho thai nhi. Mẹ bầu uống trà táo đỏ thường xuyên có thể giúp da đẹp hơn nhờ lượng vitamin C, vitamin E dồi dào, giúp bổ máu, ngăn ngừa nhiễm lạnh. Táo đỏ chứa nhiều dưỡng chất và an toàn nên có thể an tâm dùng cho cả mẹ và bé. Thứ năm, một số công dụng khác. Ngoài những công dụng trên, trà táo đỏ còn giúp giảm cân, đẹp da, giúp cho xương chắc khỏe, chống viêm và kháng khuẩn. Uống trà táo đỏ khi nào là tốt nhất? Trà táo đỏ có thể uống vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, các bạn nên dùng trà táo đỏ vào những thời điểm dưới đây. Ngoài ra, uống trà táo đỏ còn giúp bạn tỉnh táo hơn, tăng hiệu quả tập trung, sẵn sàng cho công việc và học tập. Sau khi ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ, khi bạn ăn nhiều thức ăn có chứa dầu mỡ sẽ dễ gây nóng ruột và khó tiêu, thì một tách trà táo đỏ sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn, khiến cho thức ăn không bị dồn ứ trong dạ dày. Trước khi đi ngủ, nên uống trà táo đỏ trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Vào buổi tối nên dùng trà táo đỏ pha ở nước thứ 2 hoặc thứ 3 để trà nhạt đi để tránh mất ngủ. Tiếp theo đây, Diệp sẽ bật mí cách pha trà táo đỏ ngon đúng cách. Khi pha trà táo đỏ, bạn có thể cho thêm một ít kỷ tử và hoa cúc vào cùng trà táo đỏ. Sự kết hợp này vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Hướng dẫn cách pha trà táo đỏ như sau. Bạn cần chuẩn bị 3-4 quả táo đỏ khô nguyên quả. Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị thêm 1-2 bông hoa cúc, hạt kỷ tử và long nhãn nếu bạn muốn tăng thêm vị ngọt và thơm cho ly trà. Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu xong, bạn cho tất cả nguyên liệu vào ấm trà, đổ nước đun sôi và cho đến khi ngập tất cả. Tiếp theo, bạn lắc qua ấm trà để ngấm toàn bộ nước vào trà, tiến hành đổ nước đi và tránh bị bụi bẩn cho trà. Sau đó, bạn đổ tiếp khoảng 350ml nước nóng vào ấm trà, đậy kín nắp và đợi khoảng 10 phút. Cuối cùng bạn rót trà ra ly và nhâm nhi hương vị của trà nhé. Và sau đây là một vài lưu ý khi uống trà táo đỏ. Khi uống trà táo đỏ, bạn cần lưu ý như sau. Không nên dùng trà táo đỏ với cá lóc, cá ngát hay là cá chạch vì chúng kỵ nhau. Nếu bạn ăn các loại cá này rồi ăn táo đỏ trong cùng một bữa ăn sẽ dẫn đến tỳ vị bất hòa, sinh ôn nhiệt trong cơ thể. Không nên ăn táo đỏ cùng các loại hải sản vì chúng không hợp nhau. Nếu ăn cùng thì bạn có thể bị đau lưng hoặc đau bụng. Không nên ăn táo đỏ cùng các loại hành lá hay rau củ hành tây
vì nếu ăn cùng bạn sẽ bị chướng bụng, khó ngủ và đau bụng. Bạn nên cắt từng quả táo đỏ ra thành từng lát để đun khi chất ngọt và dinh dưỡng trong táo đỏ tiết ra. Bạn không nên đun với lửa quá lớn vì sẽ làm mất các vitamin C có trong hỗn hợp. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp chia sẻ trong video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết. Bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.